Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 70 luyện tập trung vở bài tập môn toán lớp 2 bộ sách Cánh Diều. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra, bài số 70 trang 38 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp. Đấy, như vậy ở đây người ta sẽ cho mình hai cái đồng hồ kim này, và đây là hai đồng hồ số này. Tương đương với những đồng hồ này sẽ có câu A, câu B, câu C và câu D. Đấy, chúng ta sẽ cùng đọc nào. Em giúp mẹ nấu cơm lúc 5 giờ chiều. Đấy, các em nhớ này, 5 giờ chiều. 5 giờ chiều hay chúng ta còn gọi là bao nhiêu giờ nhỉ? 5 giờ chiều á. Giờ này nhớ là giờ chiều nha. Vậy thì cái 5 giờ chiều đây này thì nó sẽ là 17 giờ nhá. Đấy, thì chú ý cái này cho thầy nha. Như vậy mình nhìn đây có 5 giờ chiều không? Không này. 18 giờ đây, 17 giờ chúng ta sẽ nối nè. Đấy, được chưa? Câu B này. Em đang học ở trường lúc 9 giờ 30 phút sáng. Đấy, vậy thì 9 giờ 30 phút đâu? Này, đồng hồ đây đúng không? Kim phút số 6 nè. Kim giờ giữa số 9 và số 10. Như vậy đây là 9 giờ 30 phút nè. Được chưa? Rồi, câu C nè. Cả nhà em ăn cơm lúc 8 giờ, lúc 18 giờ 15 phút. Đây, 18 giờ 15 phút đây. Đấy, như vậy thì chắc chắn câu này sẽ dành cho đồng hồ này đúng không? Em đi ngủ lúc 21 giờ. 21 giờ hay còn gọi là gì? 9 giờ gì? 9 giờ đêm đúng không? Đấy, như vậy đây. 21 giờ nhá. Được chưa? Rồi, chúng mình cùng sang câu số 2, bài 2. Đúng thì chúng ta sẽ ghi chữ đ và sai chúng ta sẽ ghi chữ S vào cái ô trống nào. Như vậy ở đây người ta cho mình một cái đồng hồ này. Và đây là trường tiểu học này. Đấy, như vậy ở đây bạn này được bố hay là anh trai gì đó chở đi học đúng không? Vào học lúc là 7 giờ 30 phút này. 7 giờ 30 phút. Vào học là 7 giờ 30 phút. Đấy, vậy thì bạn này bạn đến trường này là lúc mấy giờ đây? 8 giờ 30 phút rồi này. Mà vào học 7 giờ 30 phút. Như vậy bạn này có đi học đúng giờ không? Không đúng giờ đúng không? Bạn này đi học gì? Đi học muộn đúng không? Hay trong miền Nam các em gọi là đi học gì? Đi học trễ đó. Đúng không nào? Đấy, như vậy đây sẽ là đi học đúng giờ. Câu này sẽ là sai. Được chưa? Vậy thì đây sẽ là đi học muộn, muộn giờ. Vậy đây là câu gì? Câu đúng nè. Được chưa? Rồi. Đây là một cái người khách sẽ đi đến ngân hàng này. Vậy cái giờ ngân hàng người ta làm việc này. Buổi sáng này 8 giờ đến 12 giờ. Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 này. Đấy. Vậy thì lúc này bác ấy đi đến ngân hàng là 10 giờ bao nhiêu? 15 phút. Như vậy cái ngân hàng này có mở cửa không? À, như vậy thì 10 giờ 15 phút nó sẽ nằm trong cái khung giờ là 8 giờ đến bao nhiêu? 12 giờ. Như vậy chắc chắn ngân hàng này sẽ ăn sao? Mở cửa nhá. Vậy thì đây sẽ là câu đúng nè. Và ngân hàng đóng cửa là câu sai. Đấy. Đơn giản không? Rồi, chúng mình sang bài số 3. Bài số 3 thì yêu cầu gì? Vẽ thêm kim phút trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ nè. Đấy, như vậy thì yêu cầu mình vẽ là vẽ kim gì? Kim phút này. 2 giờ rưỡi này. Vậy thì kim giờ đã qua số 2 này. Rưỡi sẽ là kim phút chỉ số bao nhiêu các em nhỉ? À, như vậy kim phút này sẽ chỉ số gì? Số 6. Đấy, vậy thì đây sẽ là 2 giờ rưỡi này. Được chưa? Rồi.
9 giờ 15 phút. Đây, 9 giờ rồi, mình chỉ cần gì vẽ kim phút thôi. Thì yêu cầu là vẽ kim gì? Kim phút này. 15 phút kem đếm này, 5, 10, 10, 15. Đấy, như vậy đây sẽ là gì? Thẳng số số 3 nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ được là 9 giờ 15 phút. Rồi, 10 giờ, như vậy 10 giờ thì kim phút nó sẽ chỉ thẳng số mấy? Số 12, đúng không nào? Đấy. Rồi, 11 giờ 30 phút này, đây số 3 này, số 0 này kìa. Đấy, vậy thì 11 giờ 30 phút hay là 11 giờ rưỡi đúng không? Thì sẽ là số gì? Số 6. Được chưa? Xong nha. Rồi, chúng mình cùng sang câu B. 13 giờ. 13 giờ thì đồng hồ chúng ta chỉ cần viết vẽ kim gì? Kim phút thôi. Như vậy nó sẽ là 1 giờ chiều. Đấy, được chưa? Rồi, 17 giờ 15 phút. Như vậy đây, ta chỉ vẽ kim phút số 15 thẳng số gì? Thẳng số 3 nhá. Những cái này rất là đơn giản rồi. Rồi, 21 giờ 30 phút hay là 21 giờ rưỡi? 30 phút là số gì? Số 6 nè. Rồi, 24 giờ. 24 giờ tức là gì? 12 giờ. Đấy, vậy thì kim phút sẽ trùng với kim giờ và đều chỉ số bao nhiêu? Số 12 này kìa. Được chưa? Xong nha. Rồi, bài số 4. Xem tờ lịch tháng 12 rồi viết tiếp vào chỗ chấm. Đây, như vậy đây là tờ lịch của tháng 12 này kìa. Thứ nè, được chưa? Ngày nè. Rồi, ta hỏi nè. Tháng 12 có bao nhiêu ngày? Vậy các em nhìn vào đây, 33, 31 ngày. Đấy, được chưa? Sinh nhật Liên, sinh nhật của bạn tên là Liên này, ngày 23 tháng 12 thì vào thứ mấy? Anh các em chú ý này, ngày 23 này, đây 23 này, gióng lên này, vào thứ mấy đây? Vào thứ 6 nhá. Được chưa? Đấy. Rồi, Liên khoe với bạn, còn đúng 5 ngày nữa là đến sinh nhật của mình. Lúc Liên nói là thứ mấy? Đấy, là thứ mấy đây, ngày mấy luôn à? Vậy các em thấy này, ngày sinh nhật của Liên là ngày 23 này. Vậy thì chúng ta sẽ đếm lùi lại này. 5 ngày này, 4 ngày này, 3 ngày này, 2 ngày này, 1 ngày này. Đấy, vậy có phải cái ngày Liên nói sẽ là ngày thứ 2 đúng không? Các em đếm cho nè. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng chưa? Đấy, như vậy thì Liên nói đây là thứ gì? Thứ 2 nhá. Đấy, đây sẽ là thứ 2. Ngày mười mấy? Ngày 19 nè. Đấy, chúng ta phải chú ý về để chúng ta biết xem gì, xem lịch nha các em. Được chưa? Rồi, mình sang bài số 5. Bài số 5 người ta cho này. Thắng Đỗ Hồng nhìn vào mảnh của tờ lịch tháng 8 dưới đây và trả lời các câu hỏi. Đấy, tức là gì? Bạn Thắng này, Đỗ bạn tên là Hồng này nè. Rồi, vậy thì đây là có cái một mảnh cái tờ lịch của tháng 8 thôi, có thứ 3, thứ 4, thứ 5 nè. Đấy, ta hỏi nè. Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy? Đây, ngày 19. Như vậy đây ngày 18 này. Vậy thì tới ngày 19, thứ 5 sẽ đến thứ gì? Thứ 6, đúng không? Vậy các em sẽ trả lời câu A này. Ngày bao nhiêu? Ngày nè, 19 nè, tháng, chúng ta sẽ trả lời theo câu hỏi ở trên viết nha. Tháng 8 nè, là thứ mấy? 18 là thứ 5, vậy thì 19 sẽ là thứ 6. Được chưa? Rồi, xong câu A nhé. Được chưa các em?
Rồi câu B này, các ngày thứ hai trong tháng là ngày bao nhiêu? Đấy, như vậy ngày thứ hai đây có đây này. Đây là ngày thứ ba này các em. Vậy thì ngày thứ hai này mình sẽ tính được nè. Ngày thứ hai đầu tiên sẽ là ngày mùng 1 nè. Được chưa? Đây, ngày thứ hai đầu tiên á, mình sẽ tính được. Ngày thứ hai đầu tiên ở đây sẽ là ngày mùng 1 nè. Đúng không? Vậy thì trước ngày mùng 9 này nè, sẽ là ngày mùng 8 này. Trước ngày 16 sẽ là ngày 15 này. Trước ngày 23 sẽ là ngày 22 này. Đấy, vậy thì đây chính là 4 ngày thứ hai này các em. Được chưa? Đấy, dễ không? Rất là dễ khi chúng ta gì có cái mảnh tờ lịch này rồi nhá. Vậy thì mình sẽ trả lời câu B này. Các ngày nè, thứ hai trong tháng là ngày nè, các em ghi vào ngày 1 nè, ngày mấy, ngày 8 nè, ngày 10, 15 nè và ngày 22. Xong chưa? Đấy. Rồi sang câu C nhé. Các ngày thứ bảy trong tháng là ngày bao nhiêu? Đó. Như vậy chúng ta cũng sẽ ghi trước đây này. Các ngày thứ bảy nè trong tháng nè sẽ là ngày. Đó, vậy thì để tìm được cái ngày thứ bảy này cũng giống như thứ hai đây, thì các em cũng sẽ lại luân chuyển cái tờ lịch đi nè. Chúng ta thấy nè, thứ năm là ngày 4 nè, vậy thì thứ sáu này sẽ là ngày mùng 5 nè. Để cho các em luân chuyển nó đi nè, để chúng ta thấy nhá. Có thể gấp cái này lại chúng ta mới thấy được cái phần này. Như vậy đây chúng ta sẽ có cái tờ lịch tiếp theo này, ngày thứ sáu này sẽ là ngày mùng 5 nè, đúng không? Được chưa? Ngày thứ bảy nè sẽ là ngày mùng 6 nè. Đấy, vậy thì các em cứ cộng thêm 7 ngày nữa thôi. 6 cộng 7, ngày tiếp theo sẽ là 13 nè. 13 cộng với 7 sẽ là 20 nè. Được chưa? 20 cộng 7 nè sẽ là ngày 27 nè. Đấy, vậy thì đây chính là gì? 4 cái ngày thứ bảy trong tháng này các em. Đó, hiểu chưa? Cái cách mà chúng mình tính thứ năm rồi đến thứ sáu sẽ đến thứ gì, thứ bảy, mình tính được ngày đầu tiên thì mình cứ cộng thêm 7. Như vậy mình chỉ việc điền mà thôi. Đó là gì? 6, đó là các ngày nè, 6 nè, 10, 13 nè, được chưa, 20 và 20 27. Đó, như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành cái bài này nhá. Rồi, và các em nhớ là đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhá.